Ở nhà bực bội mà lướt lướt cứ thấy mình đúng một bài sale iPhone này iPhone kia, tức quá lấy điện thoại đặt hàng ngay chứ biết làm sao bây giờ. Chốt đơn. Một chiếc sale xịn sò cho iPhone 11 New Full Box chính hãng mã VNA đang sốt rần rần tại Minh Tú Mobile. Đã không biết bao lần như khẳng định là iPhone 11 là một chiếc điện thoại đáng mua dành cho những ai yêu thích hãng điện thoại táo khuyết. Có lẽ là không cần phải nói thêm gì nhiều nữa về em 11 xinh xẻo này. Từ hiệu năng, ngoại hình tới khả năng chụp ảnh đều không làm người dùng phải thất vọng. Hiện thì vì giá đang giảm sốc chỉ từ 13.890.000 đồng thôi, cho nên là một vài màu đã có thể là hết rồi. Chẳng hạn như là màu tím mộng mơ nè, được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích cho nên cháy hàng rồi nha. Vậy mới nói, vừa được giảm sốc lại được free ship tận nhà chỉ trong vòng 1 giờ trong nội thành thành phố này nha, cho nên là không mua là tiếc lắm. À, mắc nhở với các bạn là trong cái đợt khuyến mãi này thì Minh Tú Mobile tập trung ưu tiên share vào các cái dòng là 64GB cũng như là 128GB thôi. Ok, thì cũng trong cái vùng khuyến mãi lần này á, thì nhỉnh thêm một chút, chúng ta sẽ bắt gặp em iPhone 12 Pro nha. Thì lô 12 Pro này đã được thông tin đến mọi người từ tuần trước rồi. Và hiện tại thì cũng chỉ còn một vài cây có sẵn thôi nè. 12 Pro thì đỉnh rồi nha. Phù hợp với đại đa số người dùng, từ hiệu năng cho đến thiết kế bên ngoài đều vô cùng là hoàn hảo. Nhi thì cũng đã làm nhiều video để giới thiệu cho mọi người về em 12 Pro này rồi. Mọi người có thể lên xem lại để xem là có phù hợp với nhu cầu của mình không thì quyết định chốt đơn liền nha. Nói chung thì em này xe cũng được một thời gian rồi, cho nên là hiện tại cũng không còn nhiều nữa, cho nên cả nhà hãy tranh thủ đi ha. Rồi, dạo gần đây thì mọi người có thấy là những cái thông tin về việc cháy nổ, sạc điện thoại hay laptop đang tràn lan không? Thì đó là bởi vì chúng ta mua những củ sạc không có chính hãng, cũng là trôi nổi ở ngoài chợ thì rất là nguy hiểm luôn. Chính vì vậy, nếu như các bạn đang lăn tăn muốn một cái củ sạc chính hãng nhưng mà sợ giá cao thì hãy chốt đơn cho Nhi ngay em combo Anker 20W nha. Đang giảm giá sâu lắm đó, không mua thì phí. Đây là combo sạc bán chạy nhất tại Minh Tú Mobile, với khả năng sạc thì cực nhanh, có thể tương thích được với mọi loại smartphone. Anh em nhớ là mọi loại smartphone luôn nha. Cực kỳ là bền và an toàn luôn, bởi vì nó đã được qua cả đống lớp kiểm duyệt trước đó rồi, cho nên là cả nhà cứ yên tâm, an toàn lắm, an toàn lắm. Khi mà cả nhà mua combo này tại cửa hàng Minh Tú Mobile thì cả nhà chắc chắn sẽ được nhận thêm một cái gói bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 18 tháng luôn đó nha. Rồi bên cạnh đó thì vẫn đương nhiên là free ship tận nhà trong vòng 1 giờ đồng hồ ở trong nội thành thành phố cho những hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên nè. Đấy, ngày hôm nay thì có nhiều đó sản phẩm được khuyến mãi. Ngoài ra thì cũng còn nhiều phụ kiện nữa cũng đang được giảm giá. Cả nhà có thể lên fanpage cũng như là website của Minh Tú Mobile để chúng ta có thể xem cụ thể và chi tiết hơn nha. Rồi, cả nhà nghĩ sao về đợt khuyến mãi này? Hãy để lại comment. Và cuối cùng là đừng quên like, share, đăng ký kênh của Minh Tú Mobile. Còn bây giờ thì bye bye.